là trận đấu được đón chờ nhất trong vòng chung kết ngày hôm nay. Trận đấu ở nội dung đôi nam cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc, các oppa và các vận động viên đôi nam đến từ Indonesia đã sắp diễn ra. Đây sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính và hay, và đặc biệt là sẽ có những đường cầu tốc độ, những đường cầu chớp nhoáng, mọi người có thể thưởng thức ạ. Và hãy có những người xem đầu tiên xuất hiện tại live stream của Hùng như nào. Các vận động viên đã có mặt tại sân rồi. Vâng, cặp đôi đến từ Hàn Quốc, đối đầu cặp đôi đến từ Indo, cặp đôi đến từ Indo, cặp đôi... Hàn Quốc là trẻ không nhỉ? Hàn Quốc đây là cặp đôi trẻ, đó. Indo, cặp đôi Indo kia chính là cặp đôi đã loại 2 oppa đến từ Hàn Quốc. Cặp đôi đã bật đánh bại, thuyết phục Ju Yeon Seong và Kim Đắc Giang. Đây sẽ là một trận đấu rất hay, và trước khi trận đấu bắt đầu, Hùng rất mong rằng mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ live stream này để tất cả anh em cầu lông đều được thưởng thức trận đấu này nào. Bấm nước ra. Đây. Làm ngụm nước đã bình luận cho nó chung. Và trong khi các vận động viên đang dạo cầu thì rất mong rằng mọi người hãy, trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân để các lông thủ, các đồng đội của chúng ta, những người cùng niềm đam mê chúng ta cũng có thể cùng thưởng thức nào. Ok, anh xin chào vận động viên Nguyễn Hải Đăng, tay vợt trẻ tài năng của cầu lông Việt Nam nha. Hãy ủng hộ live stream của anh, và nếu được thì rất mong Hải Đăng giúp anh chia sẻ cái trận đấu này. Khi mà em chia sẻ thì sẽ có rất nhiều người có thể xem được. Hải Đăng có rất nhiều người theo dõi. Tiếp tục giúp chia sẻ, tiếp tục giúp bình luận viên chia sẻ để bình luận viên có nhiều năng lượng hơn và nhiệt tình và bình luận hay hơn nữa nào. Ok, nhiều người dự đoán rằng đội Indo sẽ chắc chắn thắng, và thực sự điều cũng nghĩ là như vậy. Tuy nhiên cũng không thể nói trước được điều gì. Cặp đôi trẻ đến từ Hàn Quốc đánh cầu rất hay và cũng có những đường cầu rất dị. Ok, mọi người đừng chia sẻ chỉ một lần, cụ thể ấn chia sẻ vài phát giúp Hùng nào. Chia sẻ trên điện thoại, chia sẻ làm một phát 4-5 lần được mà. Ok, lượng người xem vẫn còn ít quá. Nếu không thể giúp Hùng chia sẻ thì mọi người có thể tag những người bạn của mình vào xem cùng đi. Trận đấu được mong chờ nhất mà tại sao lại có vài chục người xem này. Quá buồn. Đang xem bom của ta rồi. Chắc mọi người đang xem chung kết Singapore mở rộng rồi. Chung kết đấy gặp Trương Long. Mọi người vào xem Momota gặp Ginting hết rồi. Còn Hùng thì Hùng sẽ lựa chọn xem trận đấu này. Ginting Ấn Độ, Indonesia. Ginting Indo, người đánh hay lắm. Ok, mọi người có phải chất lượng mạng nó đã kém hơn lúc trước rồi không mọi người? Mọi người comment Hùng biết được không ạ? Ok, trận đấu được mong chờ nhất sắp được diễn ra. Hùng đang quay lại trận đấu đấy ở chế độ Full HD rồi. Nếu mà mọi người xem trực tiếp chất lượng không được tốt cho lắm thì mọi người có thể xem lại trận đấu ở trên kênh YouTube Sport Hùng Bet Minh Tường. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Việt Hùng. Chất lượng bình thường, cảm ơn anh rất nhiều, thế nên anh yên tâm rồi. Trên phía màn hình của chúng ta là cặp đôi đến từ Indonesia, phía sau màn hình cặp đôi áo trắng kia là cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Indonesia. Ok, xin chào anh. Ok, là Hùng thấy vui rồi. Ok, là Hùng có thể yên tâm bình luận và gửi đến mọi người những trận đấu hay rồi. Góc quay đến này đẹp chưa mọi người ơi? Hùng sẽ zoom lại gần hơn nha. Xem đôi nam của người Tây bắt lưới rất nhanh nhỉ. Thực sự tay vợt thấp hơn đến từ Indo này, đó là thánh phản tạt luôn các bạn. Trong trận đấu với Ju Yeon Seong và Kim Đắc Giang, dưới tay vợt này đã có liên tục những tình huống cầu ngang ép vào Kim Đắc Giang khiến Kim Đắc Giang đánh hỏng cầu. Điểm một đều, điểm số rất dễ dàng cho cặp đôi Hàn Quốc. Hùng đang cố đẩy năng lượng của mình lên cao nhất để có thể bình luận hay nhất và nhiệt tình nhất gửi đến mọi người. Điểm số 1 đều, chung kết đôi nam trận đấu cuối cùng của cầu lông Sibucha Hà Nội. Ôi! Chặn cầu hay thế nhở? Xem nam đánh này hơi chướng. Vẫn tỉnh táo, một tình huống bỏ cầu chính xác từ ngoài sân. 2-1 cho Hàn Quốc. Vâng, chúng ta chưa thể nói
trước trận đấu này Hùng nghĩ rằng nó sẽ là 3 set đó. Ok, Hùng đã zoom này đẹp nhất rồi. Ôi, điểm số sang bằng 2 đều. Vâng, khởi đầu set đấu thứ nhất khá căng thẳng và cân bằng. Ok, cảm ơn anh Hàng Tấn Bình. Nếu mọi người quan tâm đến thông tin, mọi người có thể xem comment của anh Bình. Mọi người comment tên của các vận động viên. Điểm số 3-2 cho cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Liệu rằng cặp đôi đến từ Hàn Quốc có thể thay đàn anh của mình đòi món nợ này ở vòng ngoài hay không? Vẫn còn kìa. 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 Ok, tất cả những trận đấu sẽ được quay lại ở chế độ Full HD. Hùng sẽ up lên kênh YouTube sớm thôi mọi người ạ. Có lẽ là ngày mai. Ngày mai Hùng sẽ dành cả ngày để up video lên YouTube. Và cầu hơi vội vàng, hơi gắt của tay vợt Nam đến từ Hàn Quốc. 4-3 cho Indonesia. Tấn công. Hãy thích nhận. Rồi sau khi anh ta thì rồi anh ta rất chủ động lên lưới bắt cầu. Điểm 5-4 cho Indonesia. Xin chào anh Ngô Thế Phương đến với livestream của em. Xin chào Lê Trần Quang, xin chào Minh Nhất, xin chào Tam Nguyệt Minh. Rồi chúng ta tiếp tục vào trận đấu nào. Điểm 5-4 Indonesia phát cầu. Đó là một tình huống phát cầu cao tay của vận động viên đến từ Indo. Trận đấu chung kết thực sự rất căng thẳng. Trọng tài cũng làm việc rất là chuyên tâm và tập trung. Điểm 6-5 cho Hàn Quốc. Hai vận động viên đến từ Hàn Quốc rất cao to đẹp trai. Thấy chưa nhỉ? Rất khéo léo. Rất đáng tiếc đó là chúng mình trong ngoài sân. Ok, xin chào Nguyễn Như Cương, đã lâu lắm không thấy xuất hiện tại livestream của anh. Xin chào Nguyễn Hoàng Anh, cảm ơn đã có lời chào gửi đến Hùng. Hello Long Hồng, và rất mong là mọi người lại tiếp tục giúp Hùng chia sẻ cái livestream này ạ. Đúng là sức trẻ, đập cầu rất gắt nhưng pha bạn quyền đập cầu rất uy lực của tay vợt Nam Hàn Quốc. Hàn Quốc tạm vươn lên dẫn trước 7-6. Điểm 7-6 Hàn Quốc phát cầu. Khá dẻo. Cơ hội tấn công cho Indo. Thủ cầu có khá khó chịu. Cao rồi. Không có rồi. Đẩy đều. Đây như vậy là trận chung kết. Một trận đấu thực sự rất kịch tính. Chưa có khoảng cách điểm số được tạo ra. Điểm số vẫn đang là 7 đều. Từ đầu trận đấu đến giờ hai cặp đôi lán đuổi nhau từng điểm số 1. Cầu tốt. Đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác của vận động viên Nam Hàn Quốc. Ok, Uyên Vũ. Theo Uyên Vũ cập nhật thông tin thì trong set 1 cuộc đối đầu giữa Momota và Gisting tại giải Indonesia tại giải Singapore thì Momota đã để thua Gisting trong set đấu thứ nhất. Mọi người cứ yên tâm xem trận đấu này thì ông sẽ cập nhật kết quả của trận đấu tiếp theo. Rất hy vọng rằng Viên Vũ có thể hỗ trợ anh trong trường hợp này. 8 đều rất căng thẳng, 7 đều rồi lại 8 đều.
Hay quá. Ui. Ui. Cầu rất chắc chắn. Ui. 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 Cầu khá cao đây rồi. Đến từ Indo đã không cho đối thủ mình có cơ hội sửa sai. 198 cho Indonesia. Hello anh Nguyễn Kiều, hello anh Nguyễn Duy Chính, hello Ngọc Dũng nha. Cảm ơn tất cả mọi người đến với live stream Hùng và cảm ơn tất cả những ai đang theo dõi ủng hộ live stream Hùng ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và cổ vũ cho Hùng cũng như cho các vận động viên. Điểm 98. Đây một pha cầu không hiểu ý nhau của hai vận động viên. Mình nghĩ là trong tình huống đó thì vận động viên phía trước nên nhường cầu. Khoảng cách 2 điểm đã lần đầu tiên được tạo ra trong trận đấu này. 18. Ok, Momota thua 21-10 trong trận đấu thứ nhất. Tiếp tục là một tình huống phạt cầu cao tay của đội tuyển của Indonesia. Trọng tài bắt cầu, trọng tài bắt khá gắt. Một tình huống khá hài hước. Cao cũng là cái khổ cho cái luật phạt cầu mới này. Nhiều khi kéo phải chùm chân xuống để phạt. Chung kết đơn lan là trận đấu đầu tiên đánh rồi nhé, anh đàn ca sáng như anh có thể xem lại live stream của em ạ. Hoặc mọi người có thể xem lại trận đấu ở trên Full HD trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Kênh YouTube có tên là Sport Hùng Badminton, tuy nhiên có thể ngày mai Hùng mới up được. Điểm số cân bằng 10 đều. Pha đánh lưới rất tốt của vận động viên Hàn Quốc. Đi đeo phòng thủ là sở trường của Hàn Quốc. Còn mới hỏi về chiều cao của Papa Chơ, chúng ta cầu non như thế anh không bao giờ cho cơ hội, cho đối thủ cơ hội. Trận nửa trận đấu thứ nhất đã trôi qua, điểm số 11-10 cho Indonesia. Rõ ràng đây là một trận đấu rất kịch tính và rất cân tài cân sức. Hello anh Trường Trinh, hello Tuấn Đạt. Vâng, tranh thủ những lúc các vận động viên nghỉ ngơi chúng ta lại chào nhau tiếp đi nào. Mình muốn gọi được nhiều cái tên hơn. Hello Tuấn Đạt nào. Hello Dân Hà. 20 seconds. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu thứ nhất ở nội dung đôi nam, nội dung cuối cùng. Điểm 11-10, Indonesia phát cầu. Trận cầu khá hay. Quá hay, rất khéo léo và chính xác, 11 đều. Rất căng thẳng. Đó là một tình huống cầu may mắn của vận động viên Indo lật lưới rồi. Indo lại tiếp tục một lần nữa vươn lên dẫn trước. Điểm 12-11. Trong tình huống tài cầu tiếp theo thì tay vợt thì toàn cũng lại không may mắn như thế. Đó là tình huống cầu không qua lưới. 13-11. Ok, trận đấu thứ nhất của Momota chúng ta chưa thể nói trước được điều gì nữa như Cương ạ. Bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới chúng ta không thể có bài nhận xét chỉ sau vòng một trận đấu. Cầu ngoài sân, trọng tài xác định cầu ngoài sân. Điểm 13 điểm. Rất đáng tiếc, tay vợt Takucho đến từ Indonesia và bắt cầu hụt trong tình huống vừa rồi.
14-13. Hàng Quốc vừa lên dẫn trước rồi. Đấy, đấy là những đấy là pha cầu sở trường của các đội áo tím. Những pha chặn cầu trái tay kéo lưới kéo sân rất khó chịu. Lần đầu tiên tay cặp đôi đến từ Hàn Quốc giành lợi thế dẫn điểm với khoảng cách 2 điểm. Khoảng cách 3 điểm rồi, Hàn Quốc đang rất sung. 16-13 rồi trong trận đấu này, cặp đôi đến từ Indonesia có khá nhiều tình huống lỗi cầu. Đổi điểm rút ngắn 14-16 của Indonesia. Đánh tiếp cho vào cả cầu vừa rồi, cầu không vào lưới. 15-16. Tấn công rất đáng tiếc cho Tài Trung Châu là mình muốn người rồi. Đó là một đường cầu khá ngon ăn cho anh Châu, anh ta lại đánh cầu ảo. 17-15 17-15 cho Hàn Quốc. Lưới nhưng rất đáng tiếc đó là một tình huống cầu ngoài sân. Điểm số rút ngắn 16-17 cho Indonesia. Capucho phát cầu. Cô đánh cầu ngang khá hay, cô tấn công. Không còn nữa rồi. 18-16 là những quả cầu thủ cuối cùng của trận đấu thứ hai này rồi. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định thì cặp đôi Hàn Quốc rất có thể giành chiến thắng trong trận đấu thứ nhất này. Nhân đây trận đấu thứ nhất nha. Khó chịu. Ngon rồi. Rất đơn giản rồi, mình dành một điểm. Tình huống đó, sự xử lý đó một sự chọn thông minh. Trong tình huống đó, nếu tay vợt đứng từ Indo đập cầu thì chưa chắc là có thể bình điểm đâu. Thế mọi người tiếp tục cùng chia sẻ live stream này được không ạ? Thực sự hôm nay trận chung kết mà ít người xem quá. 17-18 vẫn rất căng thẳng và kịch tính. Cổ tay kìa. Tiếp tục là một tình huống cầu may mắn cho Indo. Trong trận đấu này Indo đã có khá nhiều tình huống cầu lập lưới. Điểm 18 đều vẫn rất căng thẳng. 18 đều rồi. Các điều huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục ngồi ngoài sân chỉ đạo các điểm 18 đều. Ok, tại vì Hùng phải để máy quay cao lên nên là tiếng bình luận hơi nhỏ, để máy quay cao lên để không vướng đầu của các đội bóng. 19-18 cho Indonesia. Cầu rất hay và được khán giả rất khen ngợi. Khán giả không ngớt lời khen ngợi. Mười chín mười tám.
đội kết thúc trận đấu dành cho Indonesia điểm số 20 18. Tôi nghĩ rằng trong trận đấu này thì chiến thắng vẫn sẽ là 2-0 dành cho Indo. Điểm số rút ngắn 19-20 cho Hàn Quốc. Trọng tài là người Việt Nam mọi người. Trọng tài chính là người Việt Nam, Mai Lan Yên. Xuất phát 21-19, một chiến thắng vừa đủ. Ok, trận đấu của Kento Momota và Gitting tỷ số đang là 8-7 dành cho Kento. Còn có vẻ trong trận đấu thứ hai này cũng rất mong rằng Kento sẽ có thể giành chiến thắng để chúng ta có thể để trận đấu chung kết thực sự là trận chung kết với 3 trận đấu. Hùng vẫn tin rằng Kento sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Buổi chiều ra sân. Ok, đang có những sự trao đổi về chiến thuật cũng như là kỹ thuật của huấn luyện viên Hàn Quốc với các học trò của mình. Ok, 2 phút giải lao sắp trôi qua, các vận động viên lại tiếp tục trở lại với sân đấu rồi. Trận đấu thứ nhất một chiến thắng vừa đủ cho cả đội đến từ Indo, và nghĩ rằng trận đấu thứ hai này cũng như thế. Ok, trận đấu thứ hai bắt đầu, Indonesia phát cầu. Điểm số đầu tiên cho Indo và cho Hàn Quốc. Ok, nếu mà mọi người muốn cập nhật tỷ số của trận đấu giữa Momota và Gitting trận chung kết Singapore thì mọi người có thể xem trên bình luận của các cổ động viên trên live stream của Hùng. Rất nhanh và rất chính xác. Hùng đã nói rồi, tay vợt thấp hơn đến Indonesia, tay vợt đấy vua phản phạt, giống như kiểu Kevin vậy đó. Mấy thanh niên này đánh phản phạt với Kevin nhiều thế nào ấy. Thực sự tay vợt nam thấp hơn đến từ Indo phản tạt quá nhanh. Vũ tấn công Hàn Quốc rất tốt, không bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Điểm 2 đều. Ok mọi người, thực sự quá nhiệt tình, mọi người vừa xem trận Momota lại còn xem cả trận này nữa. Bật hai máy xem luôn. Một tình huống đánh cầu lôi rất đáng tiếc. Điểm 3-2 cho Indo. Hùng đang nghĩ rằng liệu rằng kịch bản của các trận chung kết của giải đấu Shibuya nội năm nay đều giống nhau hay không? Liệu có đều kết thúc trong vòng 2 set hay không? Một pha phát cầu dài của tay vợt đến từ Indonesia lần này đã bị dài cầu rồi. Điểm 3 đều.
Rồi đập rồi, non rồi. Thủ vẫn rất tốt. Còn đó là một pha thủ cầu cạnh của vận động viên Hàn Quốc. Điểm 4-3 cho Indonesia. Trận 1 trận đấu trận đấu này thì Indo thắng 2-19 nha anh Nguyễn Vũ ơi. Còn trận Momota và Gitting thì Gitting thắng nha. Bắt cầu rất nhanh. Trọng tài xác định đó là một tình huống cầu ngoài sân. 5-3 cho Indonesia. Có lẽ kịch bản của 5 trận chung kết đều sẽ giống nhau, đều chỉ là 2 set thôi. Quá tinh tế. Ôi, trích kìa. Dã man. Và trích con quá đẳng cấp của đội viên đến từ Indo. Sợ thật. Có anh em nào đang xem live stream của Hùng đã từng trích được quả đấy chưa? Đó là một quả trích khá khó. Nó trích phía cổ tay sau này. Nhìn thì tưởng là nó đi thẳng nhưng mà đi thẳng. Điểm số rút 5-4-6 cho Hàn Quốc. Ok, Shibucha coi trên máy tính, Momota coi trên mobile. Sakaragin rất đam mê cầu lông. Bật cầu rất gắt nhưng tay vợt đến từ Hàn Quốc vẫn thủ được. Không có nữa rồi, mang thế để làm sao mà thủ được nữa. 7-4 cho Indonesia. 7-4. Ok, trận đấu giữa Momota và Gitting vẫn đang rất kịch tính, điểm số đang là 11-12. Cặp Indo thực sự họ đánh đều tay và rất chắc chắn cầu từ đầu giải đấu đến giờ. Đội điểm 5-7 cho Hàn Quốc. Xong về luôn nhỉ. Rất tốt. Một tình huống phản xạ rất nhanh của chơi Việt Nam Hàn Quốc. Tiếp tục là một điểm số cho Hàn Quốc 6-7. Vẫn thủ được. Còn đó một tình huống thủ cầu xuất sắc của Indonesia bây giờ. Rõ ràng là một tình huống cầu non. Nhưng Sapucho đã không thể giành điểm. Thực sự rất đáng tiếc. Điểm số thứ 3 cho Hàn Quốc. 7 đều. Còn tỷ số đang giống với trận đấu thứ nhất rồi. Cũng là 7 đều. Và sau đó là 9 đều. Liệu có là 9 đều như trận đấu thứ nhất hay không? Thế luôn, Indo này quá may mắn. Cứ vồ lưới mắc lưới là lật. Một pha xử lý cầu lưỡi rất đáng tiếc của Sapucho. Điểm 8 đều. Lại lật lưới. Tiếp tục là cơ hội tấn công. Không còn nữa rồi. Bật rất cao với chiều cao của Sapucho. Anh ta bật rất cao, đập cầu rất cắm. Và đó là pha đập cầu dọc biên. Vì vậy từ Hàn Quốc rất khó để đủ cầu này trong sân được. Điểm 9-8 cho Indonesia. Indonesia lại tiếp tục vươn lên dẫn trước. Liệu rằng chỉ số có là 9 đều và giống với set đầu thứ nhất hay không? Chín đều thật mọi người ạ. Rất đáng tiếc là chém cầu rồi.
chính là Hàn Quốc. Vẫn còn thì còn rất tốt nhưng mà tình huống tiếp theo thì anh không làm tốt. Bây giờ đội Hàn Quốc đang lưới rất nhanh và ghi điểm. Điểm 11-9 cho Hàn Quốc trong set đấu thứ hai này. Ok, tiếp tục huấn luyện viên của Hàn Quốc tiếp tục có những chỉ đạo cho học trò của mình. Ông tranh thủ những phút thi đấu. Đấy, hãy xem cách mà ông đang thể hiện. Ông đang sử dụng ngôn ngữ cơ thể để trao đổi cũng như là trao đổi chiến thuật với các học trò của mình. Đó. Ok, trận đấu Momota điểm số đang là 12-16 trong trận đấu thứ hai cho Olympic tình. Rất có thể Momota sẽ phải chấp nhận thất bại trong trận đấu thứ hai với Vitting. Cảm ơn tất cả các cổ động viên đã liên tục cập nhật tỷ số của trận đấu chung kết Singapore. Điểm 13-16 rồi. Ok, chúng ta trở lại với trận đấu tâm điểm ngày hôm nay, trận chung kết Đông Nam này. Trời rất gắt nhưng vẫn có thể thủ được. Hàn Quốc chuyên về thủ cầu. Tấn công trận đấu này để chúng ta có thể thưởng thức trận đấu thứ ba. Thủ quả hay quá. Kéo cần phải có một tay. Ok, xin chào Tuấn Hoàng nhá. Một pha phát cầu khá cao. Và Phương Châu đã không bỏ qua cơ hội đó. Điểm rút ngắn 10-12 cho Indonesia. Nhưng Hùng vẫn có cảm giác rằng Indo vẫn sẽ thắng trong trận đấu này. Đổi điểm 13-10 cho Hàn Quốc. Rồi Momota cố lên nào, 15-16 rồi. 13-10. Rồi. Tiếp tục lại một là pha cầu lập lưới của Indonesia. Không biết hôm sáng nay trước khi ra nhà thi đấu họ có cúng khấn gì không nữa. Sao mà đỏ có vậy. Trận đấu này Indo là đấu lượt lưới quá nhiều luôn. Rồi điểm 11-13 cho Indo. Miếng và đội Hàn Quốc vẫn duy trì thế vững điểm của mình. Điểm 14-11. Hello chị Thúy Vũ, hello Tú Hoàng, hello Minh Trần Hoàng, hello Trần Tuấn Anh, cảm ơn mọi người. Ok, có lẽ cặp đôi người Hàn Quốc đang khá sung, họ đang thi đấu rất vào tay. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu thứ ba. Sút nhưng vẫn chưa vào. Sút. Điểm số rút ngắn 12-15 cho Indonesia. Ok, xin chào anh Phúc Nguyên nhỉ. Ok, chính thức là sau trận đấu này kết thúc thì ông xin tuyên bố là kiệt sức. Tuyên bố kiệt sức. Cuối cùng là điểm số rất xuất sắc cho cả đội tuyển Hàn Quốc. Và những điểm số khá dễ dàng. Vâng, điểm số đang được cặp đôi tuyển Hàn Quốc nới rộng 16-12 rồi. Lại lật lưới.
Mạnh thế nào ơi, cầu cầu kìa. Ôi, trận đấu càng trở nên hấp dẫn rồi. Xuất sắc của Hàn Quốc. Với những tay vợt trẻ của Hàn Quốc rất tài năng. 17-12 cho Hàn Quốc, và nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự ổn định này, chắc chắn Hàn Quốc sẽ chiến thắng trong trận đấu thứ hai này, và chúng ta sẽ thực sự được chứng kiến trận đấu thứ ba. Cũng đang mong chờ trận đấu thứ ba mọi người ơi. Hàn Quốc đánh hay quá. Và lần này thì không lật lưới nữa rồi. May mắn không còn nữa rồi. Ok, Saku cho xin trọng tài lau mồ hôi, nhưng trọng tài không đồng ý. Có lẽ anh muốn cắt sự hứng phấn của đối thủ. Điểm 18-12 cho Hàn Quốc, khoảng cách ngày càng rộng, 6 điểm rồi. 3 điểm số nữa thôi, Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai này. Cầu dài rất đáng tiếc. Ông Sơn Cao Ba cố lên. Lôi Nguyễn Việt Hùng có lẽ sẽ có việc xếp 3 để xem cái lôi Trịnh Hạnh nhá. Đây chúng ta trở lại trận đấu là 13-18 Indonesia phát cầu. Đấy, đây vợt trẻ của Hàn Quốc rất đáng tiếc. 14-18 cho Indonesia. Đấy, Hùng Bảo và 19-17 cho Momota rồi. Momota cố lên nào. Cũng vẫn nghĩ Momota thắng trong trận chung kết Singapore. Bản lĩnh của tay vợt Momota. Trận tài bắt cầu cao của tay vợt Indonesia. 19. Trọng tài bắt cao tay vừa cười mỉm xong. 19-14. Cầu ngoài sân. Đội điểm 15-19 cho Indonesia. Đội Hàn Quốc cố lên để xem nốt xếp 3 nào. Máy hùng vẫn mạng vẫn còn nhiều, pin vẫn còn khỏe lắm. Chỉ cần mọi người xem nhiệt tình và giúp Hùng chia sẻ thôi. Cuối cùng 20-15 cho Hàn Quốc rồi. 20-15 cho Hàn Quốc. Vậy là chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu thứ ba. 20-18 cho Kento Momota. Cơ hội tấn công. Non rồi, ăn cơm. Không còn rồi, cơ vẫn còn rồi. Một pha cầu rất hay. Điểm số 21-15 trong trận đấu thứ hai, một chiến thắng khá quyết định của cặp đôi trẻ của Việt Nam Quốc. Vậy là chúng ta sẽ có trận đấu thứ ba rồi. Vậy thì Momota đã có trận đấu thứ ba cho mọi người xem chưa? Momota có trận đấu thứ ba chưa? Mọi người thông báo kết quả đi ạ. Mọi người chuẩn bị công bố kết quả trận Momota xem nào. 20-18 cho Kento Momota. 20-19. Đấy là đồng phục giống nhau rồi thầy. Cặp đôi đấy từ Indonesia đã đổi áo rồi. Và chúng ta hãy chuẩn bị mạng tốt nhất để xem với trận đấu thứ ba này, trận đấu giữa Hàn Quốc và Indonesia. Trận đấu duy nhất trong 5 trận chung kết kéo dài đến trận đấu thứ ba. Ok,
anh biết thể hiện Việt Nam cổ vũ Hàn Quốc như kiểu cổ vũ cho đội nhà vậy. Có lẽ là sự hụt hẫng mà cặp đôi đến từ Indo đã mang lại cho cổ động viên Hàn Quốc khi mà cặp đôi đến từ Indonesia đã loại cặp đôi Oppa, Duyuan Chiong và Kim Đắc Giang. Bởi vậy mà họ mong muốn rằng, rất nhiều cổ động viên Việt Nam mong muốn rằng cặp đôi trẻ đến từ Hàn Quốc có thể giành lại, đòi lại món nợ này cho đàn anh của mình. Ok, vậy là hai phút nghỉ ngơi giữa hiệp đã kết thúc và bây giờ chúng ta sắp đến với trận đấu thứ 3 của trận chung kết đôi nam, trận đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của giải cầu lông Sea Phucha năm 2018. Trận đấu thứ nhất, Indonesia giành chiến thắng 21-19. Trong trận đấu thứ hai, Hàn Quốc bật ngược lại với điểm số 21-15. Và sau đây sẽ là trận đấu thứ ba, Hàn Quốc bắt đầu không đều. Ok, vậy là chiến thắng trong trận đấu thứ hai chung kết đơn nam giải Singapore, chiến thắng thuộc về Kento Momota. Vậy là trận đấu đó cũng kéo dài đến trận đấu thứ ba rồi, thực sự rất tuyệt vời. Ok, không đến nữa phải trả thù, nhưng mà đòi nợ thì có thể là tính đến. Điểm số 1 đều. Vâng, ngay điểm số đầu tiên các vận động viên đã thay cầu rồi. Nếu ông quan sát thì có khá nhiều các cổ động viên họ đã rời khỏi nhà thi đấu, có lẽ là họ ở các tỉnh xa, họ phải về sớm có việc. Đội Nam trẻ đến từ Hàn Quốc, hai vận động viên này khá trẻ, tôi nghĩ chắc chỉ tầm 20 tuổi thôi. Điểm 2-1 cho Hàn Quốc. Anh có biết tại sao anh Trần Hoàn? Vì em thấy đơn giản như đó là Lee Jong-dae nghỉ thi đấu rồi, nên là dĩ nhiên là không đánh nhau được rồi. Thế là em nghĩ thế thôi, không biết là có cái gì sâu xa hơn hay không. Về điểm san bằng 2 đều cho Indonesia. Anh ơi, em nhớ chút anh. Ôi thôi, vẫn cố gắng. Ôi, 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 vẫn cố gắng. Rất đáng khen cho lần thi đấu của cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Một pha bay cầu, bay người rất lan xả. Việc số 4-2 cho Indonesia. Anh Trần Hoàn thần tượng ai anh ơi? Hello Nguyễn Duy Quang, như hello Lam Còi, xin chào tất cả mọi người, chúng ta tranh thủ chào nhau với nhau. Xin chào 93 người đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng từ đầu đến giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, cặp đôi đấy em cũng thần tượng cặp đôi đó luôn anh Trần Hoàn ạ. Điểm 4-2 Indo phát cầu. Hay thế nhở? Thực sự rất thích pha ẩn cầu của vận động viên Nam từ Hàn Quốc. Điểm 5-2 cho Indonesia. Cầu vào điểm chết bằng chân dài như Sapucho mà cũng không thể với cầu mình muốn vừa rồi. Tay vợt cao cao đến từ Indo đó là tay vợt Sapucho, một tay vợt cũng khá nổi tiếng của Indonesia. Đã từng đánh cặp với Asan đây.
Tỷ số rút ngắn 4-5 cho Hàn Quốc vẫn rất căng thẳng và kịch tính, vẫn chưa có điểm số đáng kể được tạo ra, khoảng cách được tạo ra. Lật lưới rất dễ dàng giành điểm. Điểm 6-4 cho Indonesia. 6-4 cho Indonesia. Trước rồi. Nếu nói về thủ cờ thì Lee Jong Dae với Joo Yeon siêu âm là kinh thủ đúng không? Điểm số rút ngắn 5-7 cho Hàn Quốc. OK, vận động viên Hàn Quốc yêu cầu trọng tài lau sân. OK, mọi người cũng có thể theo dõi kết quả tỷ số của trận đấu giữa Momota và Gifting. Hiện tại thì Gifting đang dẫn trước 6-2 ở trận đấu thứ 3 chung kết đơn nam tại Singapore. Hello Phạm Ngọc Linh, hello Hoàng Long nha, hôm nay Linh đi xem hôm em ơi. Tí nữa ra sân tài chính không Linh ơi. OK, điểm 8-5 cho Indo. Cơ hội tấn công. Không còn đâu. 8 cho Hàn Quốc. Một trận đấu rất căng và rất kịch tính. Trận đấu thứ 3 và vẫn căng như thế đàn vậy. Cặp đôi đến từ Indonesia mặc trang phục và đi đôi giày của một thương hiệu khá lạ. Hay quá, vẫn còn kìa. Điểm 96 Indonesia phát cầu. Rất nhanh, thực sự mọi người quá tốc độ. Có vẻ tất cả đã nằm trong dự đoán của anh ta. 7-9 điểm rút ngắn 7-9 cho Hàn Quốc. Vâng, thủ rất thích những pha xoa lưới như thế. Đúng là đẳng cấp cầu lông thế giới, nó càng nhìn kỹ thuật phê hẳn. Rất hay cầu của Hàn Quốc. Hàn Quốc nhìn những pha cầu của cầu lông từ Hàn Quốc thực sự rất lắt léo. Hết từ bên này rồi lại chéo sang bên kia, chéo bên này rồi lại sang bên kia. Rất nhiều cổ động viên cổ vũ cho Hàn Quốc. Điểm 8-9. 9 đều đi. Vẫn còn tiếp tục một pha đầy nhiều. Nhưng mà đây có rất điểm quá tốt thì đây là đến từ Indonesia. Không phải là 9 đều như set 1 và set 2 nữa rồi. Và bây giờ điểm 18 rồi. 18 cho Indonesia. Điểm số 18 Indonesia phát cầu. Và phát cầu luôn thực sự quá căng thẳng. Trận số 9 điểm 9-10.
3. Một nửa trận đấu đã trôi qua và cặp đôi đến từ Indonesia đang dẫn trước với điểm số 11-10 rất sát nút. Đúng thực sự đây mới là một trận chung kết rất ngang tài, ngang sức và cả hai cặp đôi bám đuổi nhau từng điểm số 1. Ok, trận đấu của Momota là 11-10 rồi. Cảm ơn Phạm Ngọc Minh. À, 11-10 là trận này. Trận Momota là 7-10. Momota đang bị dẫn trước. Trở lại với trận đấu thứ 3. Những giây phút cuối cùng của giải đấu Shibuya rồi. Điểm số 11-10, Indonesia phát cầu. 11-10, Hàn Quốc đã rất nhanh chóng lấy lại thế cân bằng của trận đấu. 11-10. Ôi, anh Trần Hoàn hãy thưởng thức nốt trận đấu này. Và chúng ta hãy ra sân ngay. Trong khi lửa đang cháy. Vẫn còn. Vâng, dướng người rất tốt. Ở ngoài sân. Hai điểm số liên tiếp cho Samoa đến từ Hàn Quốc sau khi họ trở lại sân. Điểm 12-11 cho Hàn Quốc. Liệu rằng cặp đôi đến từ Hàn Quốc có thể đòi được món nợ cho đàn anh của mình hay không? Cặp đôi Indo kia chính là cặp đôi đã loại Yu Yuan Xiong và Kim Bak Jang ở trận đấu tứ kết. Và bây giờ những đàn em của họ đang thay mặt đại diện họ thi đấu trận chung kết này. Nó vuốt từ dưới lên luôn. Điểm 12 đều, rất kịch tính và căng thẳng. Đó là một tình huống bắt lưới hơi với của tay vợt đến từ Indo. Điểm 13-12 cho Hàn Quốc. Ok, trận đấu của Momota điểm đang là 11-8 dành cho Gifting. Ép lưới rất nhanh. Tình huống đó là một tình huống phát cầu hơi cao của tay vợt Kang MH với Hàn Quốc. Nó mà trả lời là ăn bánh mì thì anh có quyết định ăn bánh mì không anh Trần Hoàng? Quá tốc độ rồi. Cơ hội tấn công. Ôi, hay thế nhỉ? Ôi. Hàn Quốc quá xuất sắc. Do rằng ta được tin đó đã có những tình huống cầu quá đỉnh cao rồi. Tuy nhiên cặp đôi Hàn Quốc thủ cầu còn kinh khủng hơn. Tỷ đè là sở trường của Hàn Quốc sang. Sợ rằng Hàn Quốc tỉa hết trái rồi hết phải, hết phải rồi hết trái. Tỷ quá tốt. Hàn Quốc tiếp tục dẫn trước 14-13. Vâng. Cặp đôi trẻ đến từ Hàn Quốc rất tài năng. Rất đáng tiếc cho tình huống cầu thủ ra ngoài sân vừa rồi. 14 đều rồi. Thực sự đây mới là trận đấu hay nhất. Mười bốn đều. Điểm 14 đều, Indonesia phát cầu. Quá căng thẳng. Lật lưới. Hôm nay máy là trước tôi là một tình huống lật lưới cho tay vợt đến từ Indonesia. Hôm nay thì trận Indonesia quá tròn.
số 15-14. Người trong sân 15-10. Korea. Korea. 15-10. Quá căng thẳng. Dần lên, họ đang sung lên rồi. Vận động viên Indonesia đang gặp phải chấn thương. Liệu đây có phải là bài hay không? Ok, trận đấu giữa Kento Momota và Gitting đang diễn ra hết sức căng thẳng. Chung kết đơn nam giải cầu lông Singapore. Điểm số đang là 12 đều trong trận đấu thứ 3 giữa Kento Momota và Gitting. Trận đấu của Kento và trận đấu này đang diễn ra với một thế trận gần tương tự như nhau, rất căng thẳng, rất kịch tính và cực kỳ hấp dẫn. Điểm 16-15 cho Indonesia. Cơ hội tấn công. Vẫn còn. Đánh cầu ra ngoài sân, điểm 16 đều, rất căng thẳng. Mọi người, nếu mọi người muốn xem live stream các trận đấu của các giải đấu lớn của thế giới thì mọi người có thể theo dõi YouTube của Liên đoàn cầu lông thế giới, có tên là Badminton Federation. Mua Badminton Federation nha mọi người. Ok, một pha đánh cầu vào lưới của vận động viên Hàn Quốc. Indonesia lại vươn lên dẫn trước 17-16. Trận đấu thứ ba quá căng thẳng, hai đội vận động viên bám đuổi nhau từng điểm số 1 từ đầu trận đấu đến giờ. Ở ngoài sân, đó là tình huống bỏ cầu rất chính xác của Hàn Quốc. Lại đều rồi, 17 đều rồi, 17 đều giống như set đấu thứ nhất và giống như set đấu thứ hai, điểm số đều là 17 đều. Korea. Lật lưới, cơ hội tấn công cho Indonesia. 87 cho Indonesia. Quá căng thẳng. Đây là lần thứ 3 cặp đôi đến từ Indo dẫn trước điểm số, tuy nhiên họ chưa thể tạo ra khoảng cách 2 điểm. Liệu lần này họ có thể làm được điều đó hay không? Hay là cặp đôi Hàn Quốc lại tiếp tục giao hòa nào? Korea. Đấu cầu ngang khá hay. Trần rất dài. Đây là lần đầu tiên cặp đôi đến từ Indo đã tạo ra khoảng cách 2 điểm. Một pha phòng thủ xuất sắc của Sapucho. Thực sự thủ cầu quá dị. Ok, trận đấu giữa Kento Momota và Gitting thì Momota đang dẫn trước 16-12 rồi. Rất có thể Kento Momota lại một lần nữa giành được chức vô địch tại giải Super Series này. Indonesia. Rất hay, 19 đều đi, 19 đều đây.
19 đều đi nào. Cặp đội Hàn Quốc đã không thể đòi được món nợ cho đàn anh của mình và tiếp tục phải nếm mùi thất bại trước cặp đôi đến từ Indonesia. Quá bản lĩnh, vâng, bản lĩnh và bản lĩnh đó là cặp đôi đến từ Indonesia. Goodbye tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã thường xuyên theo dõi ủng hộ livestream của Hùng. Đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để cập nhật những livestream các giải đấu sau này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người muốn xem lại chất lượng HD của tất cả các trận đấu tứ kết, bán kết, chung kết của giải cầu lông Sipucha Hà Nội, mọi người có thể truy cập kênh YouTube Sport Hùng Badminton để xem lại với chất lượng tốt nhất. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp mọi người lại tại livestream tiếp theo. Bình luận viên Sport Hùng.